Cũng trong sáng nay, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Dân vận tỉnh Ủy, đã dự lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò trường trung học phổ thông dân tộc Nội Chú Ninh Bình, cùng dự có lãnh đạo Sở Tài chính, huyện Nho Quan và đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường trung học phổ thông dân tộc Nội Chú Ninh Bình là ngôi trường dành cho con em các dân tộc thiểu số của tỉnh. Trong những năm qua, mặc dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song thầy và trò nhà trường đã nỗ lực đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều năm liền trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt, có học lực khá giỏi tăng, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường từng bước được nâng lên. 100% học sinh đỗ tốt nghiệp tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Có 80 học sinh đạt từ 20 đến 25 điểm, 35 học sinh đạt từ 25 đến 27,75 điểm. Năm học 2024-2025, trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đón chào 140 học sinh khối 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên hơn 400 học sinh ở cả 3 khối học. Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy đã phát biểu giao nhiệm vụ cho thầy và trò nhà trường trong năm học mới. Đồng chí đã tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và đánh chống khai giảng năm học mới ngày sau lễ khai giảng được tổ chức trang trọng ngắn gọn các em học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội chú tỉnh đã tham gia các trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc mường qua đó góp phần giúp các em có điều kiện giao lưu tăng cường tình đoàn kết trước khi bước vào năm học mới